Làm mẹ đơn thân ngày càng đẹp quyến rũ, Trương Quỳnh Anh bị hỏi sao cứ mãi một mình. Trương Quỳnh Anh không mấy bận tâm đến chuyện lập gia đình mới, bởi với cô lúc này có con trai đã quá hạnh phúc rồi. Lựa chọn thêm một người đồng hành sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đối với một bà mẹ đơn thân là một quyết định vô cùng khó khăn. Bởi lúc này con chim sợ cành cong và hơn hết cuộc sống có con ở bên cạnh đã đủ viên mãn hạnh phúc nên họ rất ngại thay đổi cuộc sống của mình. Nữ diễn viên, ca sĩ Phu... nữ diễn viên ca sĩ Trương Quỳnh Anh cũng vậy. Ly hôn tim đã lâu và làm mẹ đơn thân của cậu bé Susie đáng yêu nhưng cô vẫn chăn đơn gối chiếc trương quỳnh anh chưa vướng tin đồn yêu đương hay công khai lập gia đình thêm với ai mới đây cô còn tiết lộ có rất nhiều người hỏi cô sao cứ mãi một mình tuy nhiên bà mẹ tuy nhiên bà mẹ có vẻ không bận tâm mà trả lời hài hước ủa chứ nửa mình sống sao ta theo dõi trên trang cá nhân của nữ diễn viên thấy được cuộc sống của cô chỉ xoay vần xung quanh công việc và cậu con trai nhỏ con trai chính là niềm vui hạnh phúc và động lực cho cuộc sống của cô nữ ca sĩ có lần còn nói sushi hiện giờ với cô chính là cả thế giới là nguồn cảm hứng khích lệ tinh thần cho mình. Bà mẹ đơn thân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của hai mẹ con ở nhà khi đi ra ngoài hay du lịch bất cứ nơi đâu cũng có nhau. Được biết sau khi chia tay, Trung Quỳnh Anh nuôi dạy con trai chính nhưng không cấm cản việc cho bé gặp bố thường xuyên. Thậm chí có lần mọi người có tình ý nhận ra, cặp cha mẹ cũng đưa con trai đi du lịch Phú Quốc, cũng đăng ảnh nhưng hạn chế nhắc về nhau. Hay trong dịp sinh nhật sushi, Trung Quỳnh Anh, Tim đều có mặt tổ chức tiệc sang trọng cùng con trai thổi nến và nguyện ước nhưng không công khai cách cư xử của cô được nhiều người khen là tâm lý luôn đặt lợi ích của con lên hàng đầu để bé sushi có được tuổi thơ trọn vẹn hạnh phúc nữ ca sĩ từng chia sẻ về điều này tôi suy nghĩ khá thoáng mình hết yêu rồi thì mình sẽ làm bạn mình cũng có thể cùng nhau đưa con đi chơi vì dù ly hôn nhưng vẫn là phụ huynh của sushi vẫn phải cho con cuộc sống như bạn bè cũng trăng lứa không chỉ vậy cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến trương quỳnh anh cảm thấy thoải mái và có nhiều thời gian dành cho bản thân mình người ta thấy nữ ca sĩ ngày càng đẹp trẻ người ta thấy nữ ca sĩ càng ngày càng trẻ đẹp quyến rũ thậm chí còn đứng trước nhan sắc gái một con trong mòn con mắt của giọng ca đơn côi có người còn thẳng thắn mong muốn lo cho cuộc sống hai mẹ con về sau này hay chính chồng cụ tim nhiều lần đang dòng trạng thái ẩn ý muốn quay lại với trương quỳnh anh tuy nhiên bà mẹ không mấy quan tâm bởi đó chưa phải là điều cô nghĩ đến lúc này. Song song với việc nuôi dạy con, Trương Quỳnh Anh chăm chỉ dự dáng, tập yoga, gym để cơ thể chăm sóc hơn. Trong thời gian nghỉ ở nhà giãn cách vì dịch Covid-19, bà mẹ cũng không hề bỏ bê bản thân. Ngày thứ tư giãn cách, ăn cơm gạo lứt, thức ăn nấu bằng dầu ô liu, ăn nhiều rau xanh, uống nước trái cây, bổ sung C, bớt ăn dạp. Bớt ăn vặt giảm được 1kg, thôi cứ vậy mà cố gắng, cô chia sẻ. Không chỉ thành công trong việc nuôi con và giữ gìn vóc dáng, sự nghiệp của Trương Quỳnh Anh cũng đi lên sau khi ly hôn. Với những lý do đó, không chỉ nữ ca sĩ mà hẳn nhiều bà mẹ đơn thân sẽ nghĩ đến chuyện chưa lập gia đình mới mà dành quan tâm. Với những lý do đó, không chỉ nữ ca sĩ mà hẳn nhiều bà mẹ đơn thân sẽ chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình mới mà dành toàn tâm toàn ý để yêu con.